Mohamed Kudus dâng lên, cứ bóng trong chân của Kobbie Mainoo khi tài năng trẻ của Man United xử lý bóng lỗi, kéo bóng sọc thẳng vào vòng cấm của đội khách và tung cú dứt điểm chéo góc ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho West Ham và chấm dứt luôn những hy vọng có điểm của đội khách trong trận cầu tại London. Việc Man United thất bại đã đành. Nhưng mọi người có biết Mohamed Kudus là ai không? Thật trớ trêu, anh là cầu thủ được chính tay người thầy người khó đào tạo và phát triển tại Ajax trước khi huấn luyện viên người Hà Lan đến nước Anh. Nhìn cách Kudus thi đấu tự tin như thế, lại là trò cũ của mình quen thuộc ở Ajax. Đá tiền vệ giữa sân, West Ham cũng chỉ phải bỏ ra 43 triệu để đem về, trong khi đó, Ten Hag bỏ hơn 60 triệu cho một Mason Mount về làm bạn với chấn thương và lúc lành lặn vẫn không thể hiện được gì. Ai sẽ cứu Ten Hag bây giờ? Nhìn vào thông số trận đấu, West Ham có 12 cú sút trúng đích trong khi Man United có 11. Nhưng phải một nửa trong số đó là 6 quả đã trúng đích, còn với đội khách thì chỉ có 3. Nhìn qua sẽ thấy đó là một thế trận cân bằng giữa hai đội. Nhưng thực tế, Man United cầm bóng đến 65% khi West Ham chỉ có 35%, nhưng lại tạo ra số cơ hội tốt hơn. Vậy thì trong suốt thời gian cầm bóng đó, đội quân của Ten Hag cầm bóng nhiều như thế để làm gì? Các fan của thầy Mười Khó tin rằng, hãy cho ông thêm thời gian để có thể triển khai thứ bóng đá tốt nhất với những con người tốt nhất, phù hợp với lối chơi. Trong khi ở Manchester hiện tại, chẳng có ai là phù hợp với lối chơi của ông cả. Marcus Rashford thì thường xuyên cắm đầu mà chạy. Dê bóng trong bế tắc, đâm thẳng vào hàng thủ đối phương rồi mất bóng. Garnacho đá thay cũng chẳng khá hơn, cũng đâm đầu vào rồi mất bóng. Cầu thủ người Argentina có sự nhiệt huyết, nỗ lực nhưng lại còn thiếu kinh nghiệm hơn cả Rashford. Bruno Fernandes thì vẫn là Bruno, hay chuyền bóng mạo hiểm nhằm tạo đột biến, nhưng những đường chuyền này luôn là con dao hai lưỡi. Lúc thì rất mãn nhãn, nhưng khi khác lại toàn sai địa chỉ. McTominay thì khỏi nói, chẳng hiểu anh làm gì trên sân, thủ không thủ, công cũng chẳng công. Không hiểu đó là ý đồ của thầy Mười Khó hay là do cầu thủ tệ, mà để một cậu bé mới 18 tuổi gồng gánh cả tuyến giữa của Man United. Những gì diễn ra tại sân London Stadium vừa qua cho chúng ta thấy cái cảm tưởng rằng thời đại của Van Gaal đã quay trở lại với những màn buông thuốc ngủ chứ dành. Cầm bóng thì nhiều nhưng lại không sút, cũng chẳng màng miến phối hợp nào, chỉ chuyền ngang chuyền về, tiền đạo phía trên thì mất hút. Thậm chí nếu xét trên hiệu số bàn thắng thì thời của Van Gaal dù buôn thuốc ngủ nhưng cũng không ghi bàn tệ như bây giờ. Đây là danh sách số bàn thắng tính từ giải Ngoại hạng Anh của Man United. Mùa 14-15 họ ghi được 62 bàn sau 38 trận. Mùa tiếp theo là 49 bàn sau 38 trận. Đó là hai mùa dài mà Van Gaal nắm đội. Mùa 16-17, mùa đầu tiên của Jose Mourinho, họ ghi được 54 bàn và mùa thứ hai của Mourinho là 68 bàn. Giai đoạn 3 mùa giải tiếp theo đó, dưới quyền chỉ đạo của Ole Solskjaer, người vừa kém thành tích, kém danh tiếng và bị cho là chẳng biết gì về chiến thuật, toàn cầu thủ tự đá cũng ghi được lần lượt 65 bàn, 66 bàn và 73 bàn. Tới mùa giải đầu tiên của huấn luyện viên Ten Hag thì số bàn thắng chỉ là 58 bàn, chỉ hơn mùa giải bết bát trước đó dưới thời Rangnick đúng một bàn. Và sau khi mùa giải này trôi qua một nửa thì với chỉ 18 bàn thắng được ghi, họ bằng với những đội Crystal Palace hay hai tân binh mới lên hạng là Burnley và đội bóng tí hon Luton Town, và chỉ hơn mỗi đội Sheffield United. Tỷ lệ cầm bóng thì tăng lên rất nhiều, nhưng ngược lại, số bàn thắng lại tụt giảm. Thế thì Man United cầm bóng nhiều để làm gì, khi có bóng mà chẳng biết làm gì với quả bóng. West Ham United luôn là đội bóng chơi khó chịu. Huấn luyện viên David Moyes rất giỏi khiến cho các ông lớn gặp bế tắc với cách đá của mình. Luôn duy trì một hàng thủ chắc chắn, biệt chặt tuyến giữa, không ngại va chấp, khiến cho đối thủ cầm bóng nhiều mà hầu như không có khoảng trống nào để có thể triển khai rồi ghi bàn sau đó. Lợi dụng những phút sơ hở và trừng phạt đối thủ. Khi huấn luyện viên kỳ cựu Louis van Gaal đến với Quỷ Đỏ, ông vừa cùng Hà Lan tiến rất sâu tại World Cup 2014. Ông đem đến những dấu ấn đầu tiên về khả năng chơi kiểm soát bóng. Từ việc đem về những cầu thủ hiểu triết lý, rèn luyện cách chơi đậm chất kiểm soát Hà Lan. Nhưng rồi nó lại trở thành một tiệm bán thuốc ngủ khi MU khi đó chỉ chuyền bóng qua lại, chuyền lên rồi chuyền về, cầm bóng rất nhiều nhưng hầu như chẳng mang đến những cơ hội ăn bàn. Rõ ràng, huấn luyện viên Ten Hag không có được đội hình và nhân sự ưng ý, luôn trong tình huống giật gấu vá vai. Nếu có đủ đội hình thì chắc chắn sẽ không bi thảm như vậy. Nhưng nếu chỉ cần một đội hình tốt là đã hay thì có lẽ cũng chẳng cần một huấn luyện viên có triết lý rõ ràng, chơi bóng đẹp mắt để làm gì rồi cuối cùng phải đá với những con người không phù hợp. Nhưng bóng đá thì không có chuyện nếu. Vì lật ngược lại vấn đề, nếu Liverpool và Chelsea năm ngoái không sa sút thì liệu Manchester United có cán đích trong top 4? Nếu không mua Casemiro về gánh tuyến giữa thì liệu họ có trụ nổi hay không? Chelsea cũng có cơn bão chấn thương quét qua còn kinh khủng hơn những gì đang diễn ra tại Man United.
và cũng phải chịu những kết quả tương tự. Việc đổ lỗi cho cầu thủ, cho huấn luyện viên hay cho cả ban lãnh đạo và giới chủ cũng chẳng thể giúp cho Quỷ Đỏ bỗng nhiên đá hay được. Chiếc ghế của Ten Hag ở Manchester United cũng là một câu chuyện đáng nói. Nếu duy trì và kiên định với một kế hoạch thay đổi dài hạn thì chưa thấy kết quả. Nhưng nếu sa thải huấn luyện viên thì có khác gì những giai đoạn trước, cứ đá thua là chạm tướng. Nhưng nhìn đi nhìn lại, ai có thể cứu Ten Hag vào lúc này? Mọi người có thể nhớ lại Kudus là cầu thủ đá hay nhất của Ghana tại World Cup 2022 diễn ra tròn một năm trước với những pha kéo bóng từ trung tuyến và liên tục dùng tốc độ để tạo đột biến. Không phải chỉ tình huống ghi bàn không cho người đồng đội cũ Onana cơ hội cản phá, mà cả mùa giải này cho West Ham, cầu thủ trẻ này đều mang đến những màn trình diễn tốt. Nếu so với việc Man United bỏ ra hơn 60 triệu để đem về Mason Mount, thì cho đến lúc này, Mount chỉ hơn Kudus ở phần đẹp trai. Nhìn đi nhìn lại thì không thấy ai ở Man United là đủ để đặt niềm tin. Có lẽ độ tuổi 53 của Ten Hag đúng là đang gặp hạn. Những bản hợp đồng ông đem về với tổng giá trị hơn 400 triệu vẫn chưa ai thật sự đem đến sự yên tâm dài hạn. Casemiro rất hay mùa trước thì đã sa sút phong độ nghiêm trọng rồi chấn thương. Mason Mount thì mua về nằm viện còn nhiều hơn số phút anh được thi đấu trên sân. Cho cưng Lisandro Martinez cũng chấn thương nốt. Cách chơi có phần quá mạnh mẽ, không ngại va chạm của anh thì chấn thương cũng chẳng có gì là lạ. Thủ thành Onana cũng không mang đến sự an tâm. Có trận anh bắt rất tốt, phản xạ chuẩn xác, nhưng có khi lại có những lỗi sơ đẳng và là người thi đấu tệ nhất của Man United tại Champions League. Nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là những cái tên ở hàng thủ. Còn trên hàng công, bản hợp đồng mới Højlund là để dành cho tương lai nên không kỳ vọng nhiều. Nên có thể nói, ngay cả đủ quân số cũng chẳng có gì đảm bảo đội bóng của Ten Hag có thể giành chiến thắng. Chúng tôi bị chứng lại, có những vấn đề, các ca chấn thương và những chuyện khác. Nhưng các cầu thủ trên sân là đủ để thắng các trận đấu. Tiến vào vòng cấm, đảm bảo vị trí đó. Chắc chắn rằng bạn đủ khát khao để ghi bàn, họ có đủ khả năng làm điều đó. Tôi biết Rafos có thể ghi bàn, Højlund có thể ghi bàn, Garnacho cũng vậy. Còn Bruno Fernandes hay McTominay, chúng tôi có đủ khả năng để ghi bàn, những kế hoạch chơi bóng. Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi đang không làm điều ấy. Họ cần phải đứng cùng nhau và tự tin rằng có thể làm điều đó. Với phát biểu như vậy thì huấn luyện viên Ten Hag vẫn rất tự hào rằng nhân sự của mình. Nhưng thời kỳ này thì ai sẽ cứu thầy đây? Thật là hài hước khi giai đoạn vừa qua, những người hay cứu thầy nhất lại toàn là những người bị ruồng bỏ hoặc không phù hợp với lối chơi. Một Bruno Fernandes lâu lâu tung ra được một đường chuyền xuất sắc hay một pha dứt điểm thành bàn, nhưng hay chuyển sai địa chỉ và mất bóng. Một McTominay xâm nhập vào vòng cấm và ghi bàn nhưng chẳng đóng góp gì trong việc liên kết lối chơi và cầm bóng. Hay một Harry Maguire, người chơi hay nhất thời gian qua, lại là người bị giao bán, đẩy đi và bị các cổ động viên không tiếc lời chỉ trích hay lôi ra làm trò cười. Đó là những con người đã cứu thầy trong thời gian qua, vậy thì giờ liệu còn ai khác? Højlund có lẽ là cái tên duy nhất trên hàng công của Quỷ Đỏ mà các cổ động viên còn có sự tin tưởng vào lúc này. Phần vì anh mới gia nhập đội bóng và còn rất trẻ nên cần có thời gian hòa nhập. Nhưng chính Højlund với tuổi trẻ đó cũng rất khó để có thể gánh hàng công. Rất nhiệt huyết, chịu khó tranh chấp, làm tường cho đồng đội, nhưng anh vẫn không phải là tiền đạo sắc bén và là mẫu sân bàn, nên vẫn bỏ lỡ những big chance. Mà nó vốn không có nhiều cho anh, dẫn đến cho đến lúc này, anh vẫn chưa có bàn thắng nào tại Premier League. Nhưng giờ, để cứu chiếc ghế của huấn luyện viên Erik Ten Hag, nếu không phải là Højlund, thì ai sẽ là người ghi bàn bây giờ?